Cùng với công tác quản lý chất lượng và giá cả các dịch vụ tại các khu điểm du lịch, thời gian qua trên tuyến phố Đình Lễ, thành phố Lào Cai, tình trạng đậu đỗ xe trái quy định vẫn thường xuyên xảy ra. Tình trạng này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Phố Đình Lễ có chiều dài hơn 100 mét, điểm bắt đầu nối với đường Hoàng Liên, điểm cuối giao với đường An Dương Vương. Tuyến phố này đang thuộc địa giới hành chính của phường Cốc Lếu và Kim Tân. Việc xử lý đậu đỗ xe sai quy định đang gặp nhiều khó khăn do lực lượng chức năng còn mỏng. Cùng với đó, nhiều người cho rằng do thành phố đang thiếu các bãi đỗ xe tĩnh, nên cực chẳng đã, người dân mới phải bất đắc dĩ đỗ xe dưới lòng đường như thế này. Bởi vì bản thân là đỗ xe giữa lòng đường thì chắc chắn là sai rồi. Ấy, nhưng mà tuy nhiên ý, thì mình phải tìm ra cái nguyên nhân vì sao người ta lại đỗ như vậy. Thực ra thì quanh Lào Cai anh xem, khu vui chơi cho trẻ con cũng không nhiều. Cuối tuần thì bố mẹ nào rảnh cũng muốn cho con đi chơi thôi. Nhưng mà quanh công viên không đủ chỗ đỗ xe thì tất nhiên người dân sẽ phải đỗ ở dọc đường thôi. Theo quan sát của nhóm phóng viên, từ khoảng 19 giờ đến 22 giờ hàng ngày, tuyến phố này luôn đông đúc các phương tiện qua lại, trong đó có nhiều xe đỗ dưới lòng đường. Nguyên nhân chính do đây là tuyến phố chuyên kinh doanh ăn uống và dịch vụ, nên nhu cầu đậu đỗ xe của khách hàng là tất yếu. Tuy nhiên, điều đáng bàn là một số hàng quán lại đang chiếm dụng lòng đường làm nơi buôn bán, gây nhiều bức xúc trong nhân dân. Vấn đề này đang được chính quyền phường Cốc Lếu và Kim Tân nắm bắt, cùng phối hợp giải quyết. Chúng tôi cũng đã có đề xuất với thành phố, và thành phố thì hiện nay cũng đang giao cho phòng quản lý đô thị để xây dựng một cái phương án tổng thể cho việc quản lý các cái phương tiện đậu đỗ xe, đậu đỗ phương tiện ở trên địa bàn. Cũng rất là mong thành phố có sớm có cái phương án chính thức thì để triển khai đến các địa phương. Chúng tôi sẽ có cái căn cứ để đảm bảo cái việc sắp xếp bố trí phương tiện theo đúng cái phương án của thành phố. Theo thống kê của phòng chức năng, trên địa bàn 3 phường Cốc Lếu, Kim Tân và Lào Cai đang có 4 bãi đỗ xe tĩnh và 13 điểm đỗ xe khác trên các tuyến phố, đáp ứng nhu cầu đậu đỗ cho khoảng 900 phương tiện và một phần nhu cầu của người dân. Để giải quyết dứt điểm tình trạng đậu đỗ phương tiện trái quy định như tại phố Đình Lễ, cùng với ý thức tự giác của người dân, chính quyền thành phố cũng cần nghiên cứu tổ chức phân luồng giao thông hợp lý, đồng thời phát triển thêm các bãi đỗ xe tĩnh để đáp ứng nhu cầu phát triển của đô thị.